Xin kính chào quý gia chủ. Hôm nay đồ đồng Dung Quang Hà xin giới thiệu sản phẩm gạt tàn bằng đồng hình bầu dục. Các bạn có thể thấy sản phẩm có kiểu dáng bầu dục, bề mặt đường viền và phần bên trong để trơn. Trong khi đó, mặt bao quanh bên ngoài được tô điểm đẹp mắt. Phần miệng của gạt tàn có 4 đường rãnh xẻ sâu. Nó được dùng để gác những điếu thuốc lên trên, cố định lại để không bị rơi. Có thể thấy thiết kế này vô cùng tiện dụng và hữu ích. Tôn nền chủ đạo của mẫu gạt tàn thuốc bằng đồng này chính là màu đồng vàng mộc. Thị trường đồ đồng hiện nay vô cùng đa dạng và phong phú. Trên địa bàn thủ đô, không khó để tìm được một cửa hàng cung cấp, bày bán gạt tàn bằng đồng. Thương hiệu Dung Quang Hà hân hạnh mang đến tinh hoa làng nghề Vạn Điểm, Ý Yên, Nam Định. Chúng tôi cung cấp sản phẩm tốt, báo giá khách quan. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.